Vâng, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với cái bài tập bỏ dở của cái video trước. Đó là về cái thì hiện tại hoàn thành đơn giản, hiện tại hoàn thành tiếp diễn và quá khứ đơn. So sánh chúng với nhau. Cái gì đã xảy ra trong những tình huống này? Những tình huống này xảy ra cái gì? Ví dụ thứ nhất là Jack thì có một cái bộ râu và bây giờ thì anh ấy không có nữa. Thì mình dùng thì hiện tại hoàn thành đơn giản. Mình viết lại hai câu đó là gì? Anh ấy đã, đang cạo cái râu của anh ấy đi rồi. Đó. Thì tức là cái quá trình cạo râu này đã diễn ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại. Đó. Là tính đến thời điểm tôi nói thì anh ấy không có râu. Chắc chắn là như thế vì anh ấy đã cạo rồi. Ninda thì ở đây 5 phút trước, bây giờ thì cô ấy đi ngủ rồi. Vậy thì mình sẽ dùng là Ninda, cô ấy đã đi ngủ, tức là tính đến thời điểm mình nói là cô ấy đã, đang đi ngủ rồi. Thì cái quá trình đi ngủ của cô ấy đã diễn ra trong quá khứ và kéo dài đến thời điểm mình nói. Như vậy cô ấy ngủ suốt từ lúc đấy và kéo dài đến bây giờ. Câu số 3 là nhiệt độ là 25 trước, lúc trước nhiệt độ đã từng là 25 độ. Còn bây giờ nó chỉ là 17 độ. Vậy chúng ta có thể nói là dùng hiện tại hoàn thành để nói trong quá trình giảm nhiệt độ là gì? Nhiệt độ đã đang giảm xuống. Thì dùng những cái cấu trúc như là nhiệt độ đã đang giảm xuống. Đó, thì dùng the temperature đã giảm, nó dùng ba cái cách. Đó là has fallen, hoặc là has dropped, hoặc là has gone down. Thì có ba cái để nói về cái sự giảm nhiệt độ xuống. Đó, giảm nhiệt độ xuống. Câu số tiếp theo là đèn thì đã tắt. Lúc trước thì đèn tắt, bây giờ thì đèn bật. Tức là lúc trước mình vào phòng thì thấy đèn nó tắt, lúc sau quay vào thì lại thấy đèn nó bật. Thì chắc phải có ai đó đã bật cái đèn này. Tính đến thời điểm mình nói thì cũng có thể dùng được hiện tại hoàn thành. Đó, đó là ai đấy đã bật cái đèn lên. Đó, ai đấy đã bật cái đèn lên rồi. Tiếp, tức là vừa mới bật đấy, mới hả? Là có ba cái cây thì chỉ có lúc đầu nó chỉ cao 3 mét. Ngày xưa ấy, nó cao 3 mét, bây giờ thì nó cao 4 mét. Thì cái cây như vậy thì cái cây nó đã, đang và lớn lên rồi. Đó. Thì nó có cả một quá trình từ 3 mét tới 4 mét. Tính đến thời điểm mình nói thì nó đã được cao 4 mét rồi. Đấy cũng là một quá trình kéo dài từ quá khứ tới hiện tại. Đó. Cái cây đã lớn lên. Rồi máy bay thì lúc trước thì nó đã chạy trên đường băng một vài phút trước. Bây giờ thì nó ở trong không trung rồi. Thì máy bay đã, đang cất cánh. Máy bay đã đang cất cánh rồi. Thì lúc trước còn ở đường băng, bây giờ thì bay lên không trung. Thế là máy bay vừa mới cất cánh. Chúng ta cũng có thể nói là vừa mới. Tức là một cái sự việc mà vừa mới diễn ra trong quá khứ kéo dài đến thời điểm mình nói. 13.2 là để cái động từ trong ngoặc vào đúng dạng đúng của nó. Nó có thể là hiện tại hoàn thành hoặc có thể là quá khứ đơn. Ví dụ như là chìa khóa của bạn ở đâu? Tôi không biết, tôi mất nó rồi. Thì cái này là dùng hiện tại hoàn thành. Thì nếu dùng hiện tại hoàn thành thì có nghĩa là ở thời điểm mình nói là mình vẫn còn mất nó. Mình đã, đang và hiện đến thời điểm mình nói mình vẫn mất, cho nên đến thời điểm đó là mình không có chìa khóa.
Câu số 2 là tôi đã rất là mệt, vì vậy mà tôi nằm xuống giường và đi ngủ. Đó, thì cũng toàn bộ những cái sự việc nó kết thúc hết ở trong quá khứ rồi. Cái sự việc đi ngủ thì nó dừng, còn sự việc ngủ thì nó kéo dài, nhưng cái sự việc đi ngủ thì nó kết thúc ở trong quá khứ. Tiếp theo, Mary chấm chấm tới Úc trong một cái khoảng thời gian nào đấy, nhưng mà cô ấy bây giờ thì cô ấy trở về nhà rồi, thì tức là cô này đã đi Úc một cái thời gian và bây giờ thì trở về nhà rồi. Và thì viết cái gì với những câu này, với go thì chỗ này ở đi Úc thì chúng ta có thể dùng quá khứ đơn là cô ấy đã đi Úc một khoảng thời gian, nhưng bây giờ thì cô ấy trở về rồi, đã đi thôi, chứ còn nếu dùng hiện tại hoàn thành ở đây thì cô ấy đã đang đi Đức một khoảng thời gian, mà cái mốc này chả biết đến bao giờ, không phải là tính đến thời điểm mình nói. Bây giờ cô ấy không còn đi Đức nữa, đi Úc nữa, mà cô ấy bây giờ là cô ấy đang trở về rồi. Thế thì cái việc đi Úc nó không kéo dài thì nó có hai tình huống đưa ra như này nhé. Nếu cô ấy vừa mới về đến nhà thì mình có thể nói là cô ấy Mary vừa mới đi Úc. À. Nhưng mà ở đây lại có for a while, tức là trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng bây giờ cô ấy đã trở về. Thì cái việc đi Úc này cho nó kết thúc trong quá khứ đi. Cô ấy đã đi. Chứ còn ai mà biết được cô ấy về bao giờ, chỉ biết bây giờ là cô ấy ở nhà rồi. Còn cái việc đi Úc của cô ấy chẳng rõ là tính đến thời điểm mình nói là cô ấy vừa về hay về lâu rồi. Như vậy thì cho nó ở trong quá khứ đơn thì cũng được. Đó. Tức là cô ấy đã đi đi Úc. Nhưng mà bây giờ thì về rồi. Thì cho nó go quá khứ đơn là when đi. Mary went to đi. Tí mình xem đáp án thì mình chỉnh sửa lại. Đó. Tùy theo tình huống. Rồi can thì nó đang ở đâu? Anh ấy chấm chấm ra ngoài. Anh ấy sẽ trở lại vào khoảng 1 giờ nữa. Thì cái câu này có người đến hỏi Ken, có người đến hỏi Ken. Thì mình phải trả lời là không thể trả lời quá khứ đơn được, bởi vì phải nói rõ là anh ấy đã đang đi ra ngoài tính đến thời điểm tôi nói với bạn, tức là bây giờ anh ấy không ở đây. Chứ còn nếu nói về quá khứ đơn là anh ấy đã đi ra ngoài thì mình không thể biết được bây giờ anh ấy có ở đây hay không có ở đây. Thì mình để nói rõ hơn thì mình sẽ dùng hiện tại hoàn thành là anh ấy đã đi ra ngoài trong quá khứ. Cái việc đi ra ngoài của anh ấy kéo dài đến tận thời điểm nào là bây giờ. Nên bây giờ anh ấy không có ở đây. Anh ấy sẽ quay trở lại đây trong khoảng 1 giờ nữa. Thì thông tin cho cái người nghe họ rõ ràng thì họ 1 tiếng sau họ sẽ quay lại. Còn nếu mình dùng quá khứ đơn thì chỉ nói là anh đi ra ngoài rồi, thì người kia họ sẽ hỏi lại là gì? Đi ra ngoài vậy thì anh ấy về chưa hay anh chưa về, thì lại mất công của người ta. Thì ở đây theo tôi thì dùng hiện tại hoàn thành. Đó, hiện tại hoàn thành thì phải theo cấu trúc của nó, he has gone. Câu số 5 là tôi đã học tiếng Đức, cái từ đã học quá khứ đơn ở trường, nhưng mà tôi quên hết rồi. Tôi đã quên hết rồi. Thì tính đến thời điểm tôi nói thì tôi đã quên, mà cái việc này có hai việc. Nếu dùng quá khứ đơn thì tôi đã học và tôi đã quên. Thì bây giờ có thể tôi không quên nữa, bây giờ tôi học lại rồi. Còn nếu dùng hiện tại hoàn thành thì tôi đã học ở trường và tính đến thời điểm bây giờ tôi vẫn mù tịt. Còn nếu dùng quá khứ đơn thì tôi đã quên, còn cái việc bây giờ tôi nhớ hay không thì chưa biết được. Thì tốt nhất câu này tôi nghĩ là người ta muốn nói ở thời điểm nào, thời điểm bây giờ ấy. Tức là tôi đã học tiếng Đức, chắc chắn tôi đã học rồi. Nhưng mà
tính đến thời điểm hiện tại này thì tôi vẫn đã đang và vẫn cứ quên, không nhớ gì đâu. Nào, thì dùng hiện tại hoàn thành vào đây thì nó là have forgot, hoặc là forgotten gì đấy. Verb 3 của nó chắc forgotten. Thì cái này hình như bất quy tắc, nó vừa got vừa gotten đều được thì phải. Mà thôi không có gõ luôn cho nó nhanh. Verb 3 của ông này. Forget. Gotten. Đó. Rồi câu số 6 là tôi muốn gọi điện cho Diana. Theo phiên âm của tiếng Mỹ lại là Diane, Diane. Tôi muốn gọi điện cho Diane tối hôm qua, à đã rồi. À, tối hôm qua rồi. Tôi đã muốn gọi điện cho nó tối hôm qua nhưng mà tôi quên mất. Nhưng mà tôi quên mất. Thế thì cho nó diễn ra tối hôm qua hết đi. Tối hôm qua tôi muốn gọi điện cho con này, xong tối hôm qua tôi cũng quên, chứ còn bây giờ thì tôi nhớ ra rồi mà. Thế thì cho nó ở quá khứ hết, nó kết thúc hết ở tối hôm qua, không thể kéo cái việc quên này, không kéo dài đến bây giờ. Cái việc quên này chỉ là cho ở hôm qua đi, còn hôm nay nhớ ra gọi rồi cho nó dễ, chứ chẳng nhẽ này còn hôm qua tôi đã quên mà cái sự việc quên ấy kéo dài suốt từ hôm qua đến tận thời điểm bây giờ tôi mới nhớ ra thì nó hơi vô duyên. Thì mình cứ để luôn là tôi đã hôm qua là tôi định gọi cho nó, xong rồi tôi cũng quên luôn ở tối hôm qua, hôm nay thì nhớ ra rồi. Thì I forgot, tôi quên mất, tôi đã quên mất. Rồi tôi đau đầu vào cái lúc sớm nhưng mà bây giờ thì ổn. À, lúc trước ấy, lúc trước là đau đầu, bây giờ thì ổn. Thế thì cái việc đau đầu này nó không kéo dài đến bây giờ, nó chỉ ở cái lúc trước thôi, còn bây giờ nó không đau nữa. À, thì nên dùng quá khứ đơn đi. Tôi đã từng bị một cơn đau đầu lúc nãy, còn bây giờ thì không. Thì I had. Đó, quá khứ đơn. Câu số 8 là nhìn kìa, có một cái xe cứu thương ở đó. Đã có một cái vụ tai nạn xảy ra thì phải. Thì cái việc này xe cứu thương vẫn chạy đầy đường thì chứng tỏ là cái sự việc tai nạn này đã, đang và vẫn còn xảy ra trước mắt mình. Tức là nó chưa hết, nó vẫn. Cái việc tai nạn này nó nóng hổi, nó vừa mới xong thì nên dùng hiện tại hoàn thành, tức là đã đang có một vụ tai nạn xảy ra lúc nãy và nó kéo dài đến tận thời điểm mình nói đến bây giờ. Đó. Nó mới mẻ như vậy thì chẳng nhẽ này nhìn thấy trước mắt lại bảo đã có một vụ xảy ra. Đã có vụ xảy ra thì nó phải chỉ còn là vết sơn hoặc là kể lại hoặc là không còn cái gì cả, nhưng còn mấy cái mảnh yếm vỡ vứt rìa đường chẳng hạn. Thế thì bảo đấy, hôm qua đã có một cái vụ tai nạn ở đây này, còn ngay trước mắt mình thì cái vụ tai nạn đó đã xảy ra rồi nhưng nó kéo dài đến bây giờ, người ta chưa giải quyết xong, vẫn còn đang ngổn ngang ở đấy, thì mình nên dùng hiện tại hoàn thành là there có một. Ủa mà nhưng mà ở đây là nó không biết chủ từ là ai, là bởi vì ở đây nó có thằng the đứng ở đằng trước. Thằng the đứng ở đằng trước thì ở đây là chủ từ giả. Thực ra là vụ tai nạn mới là chủ từ từ chính, thì vụ tai nạn là it, là nó, thì cái đi với has been. Rồi câu số 9 là họ vẫn đang xây dựng một cái con đường mới, họ vẫn chưa hoàn thành nó. Thì cái việc này thì rõ ràng là đã, đang và còn sẽ tiếp tục thì nên dùng hiện tại hoàn thành.
Thực ra con dùng cả tiếp diễn cũng được. Đó. Nhưng mà chắc là động từ finish thì không dùng với tiếp diễn, không dùng đang kết thúc bao giờ, ít dùng. Thì người ta dùng với hiện tại hoàn thành đơn giản, họ vẫn chưa hoàn thành nó. Như vậy quá trình chưa hoàn thành này là đã diễn ra, đang diễn ra. Câu số 10 là Helen thì vẫn ở đây à, phải không? Không, cô ấy vừa mới đi rồi. Thì cái việc vừa mới là hay dùng hiện tại hoàn thành, tức là tính đến thời điểm tôi nói thì cô ấy đã đang đi rồi, không có mặt ở đây đâu. Thì hay dùng hiện tại hoàn thành. Câu số 11 là cảnh sát chấm chấm 3 người nhưng mà sau đó họ thả đi. Thì cái câu này thì cũng rõ ràng là cái việc là bắt giữ người này không còn nóng hổi nữa, họ thả đi rồi còn đâu nữa. Cho nên là ở lúc trước, lúc nãy ấy, họ vừa bắt người xong, bây giờ họ thả rồi. Thì nó cái việc bắt người này nó không kéo dài đến bây giờ. Cho nên cho nó trong quá khứ đơn luôn đi, kết thúc trong quá khứ đi. Thì cái này thêm, nếu nó không bất quy tắc thì cái này thêm ED. Arrested. Rồi câu 12 là An chấm 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 tôi, địa chỉ của tôi nhưng mà tôi e là cô ấy mất, có cái động từ là đưa cho tôi và mất, thì tức là An đã đưa cho tôi cái địa chỉ của cô ấy rồi nhưng mà tôi e là tôi đã mất nó rồi. Thì thứ nhất là cái việc cô ấy đưa cho mình ấy là chắc chắn nó phải xảy ra trong quá khứ rồi, đã đưa rồi, đã nhận rồi, không có kéo dài cái gì, thì đưa cái là xong, kéo dài cái gì cái vụ này, cho nên chắc chắn là quá khứ đơn gầy. Còn thứ hai là tôi e là tôi đã mất nó, thì có hai kiểu. Một là mình mất nó lâu rồi và bây giờ mình không biết là mình đã tìm lại được hay là chưa tìm lại được, thì cho nó là quá khứ đơn. Hai là tính đến thời điểm mình nói thì mình mất nó, tức là ngay tại thời điểm mình nói là mình không có địa chỉ của cô ấy, thì rõ ràng là mình dùng hiện tại hoàn thành hay hơn, là bởi vì là mình muốn thông báo thông tin là hiện tại bây giờ mình quên sừ nó địa chỉ của An rồi, cho nên mình dùng hiện tại hoàn thành là tính đến thời điểm bây giờ tôi không nhớ và tôi muốn xin lại. Còn nếu mình dùng quá khứ đơn thì người ta lại hỏi lại, thế thì bây giờ mày đã từng mất rồi thì mà đã có cái từ là tôi e là thì không thể là đã từng được, đúng không? Thì nó phải ở hiện tại ngay bây giờ là tôi e là tôi không nhớ nữa, thế là nó có sự kéo dài hiện tại. Thì mình dùng hoàn thành đi, là tính đến thời điểm bây giờ tôi không nhớ gì về cái địa chỉ của cô ấy cả. Câu 13 là cái xe đạp của tôi đâu rồi nhỉ? Nó ở lúc nãy mình để ở ngoài ngoài ngôi nhà. Rồi bây giờ thì không thấy xuất hiện nữa, thế chắc là mất rồi. Đó, không để đúng nơi quy định, để tận bên ngoài nhà thì đi đâu mà vội mà vàng, cứ lúc nào cũng chủ quan, thế là mất rồi. Thì cái câu thứ nhất là tức là cho nó trong quá khứ đơn đi, bởi vì là nó đã ở đấy, cái lúc mình vào mình vứt nó ở đó, thì cho nó quá khứ đơn là nó đã ở đấy. Thế còn cái câu thứ hai là bây giờ thì nó đã biến mất rồi, đã không xuất hiện nữa rồi. Thì cái này không dùng quá khứ đơn được, bởi vì ngay thời điểm now bây giờ mình mới hỏi đến mà, tức là tính từ lúc trước đến thời điểm hiện tại là nó biến mất và đang tả nó liên quan đến hiện tại là không thấy nữa, tức là từ lúc nãy đến hiện tại không thấy nữa, thì nên dùng hiện tại hoàn thành. Giờ mất toi đâu rồi. Rồi bạn nghĩ thế nào về, bạn nghĩ gì về trình độ tiếng Anh của tớ đấy? Tiếng Anh của tớ thế nào? Bạn đánh giá thử xem. Bạn có nghĩ là tớ cải thiện được chút nào chưa? Tớ đã cải thiện được chút nào chưa?
Thì ở đây có hai kiểu, một là quá khứ đơn, hai là hiện tại hoàn thành. Thì dùng quá khứ đơn thì hai người đang nói chuyện với nhau về cái trình độ tiếng Anh nó có cải thiện hay không cải thiện, thì nó có liên quan đến now, tức là tính từ ngày xưa, ngày xưa tính đến, tôi muốn hỏi là tính đến tận cái ngày hôm nay và thời điểm này thì tiếng Anh của tôi đã được cải thiện chưa, tức là tôi muốn hỏi ngay bây giờ, kéo dài từ ngày xưa xưa đến bây giờ thì nên dùng hiện tại hoàn thành. Đó. Thì đấy là những cái câu đó. Đấy. Đáp án nó là như vậy. When to này, ở trên cũng có đáp án rồi. Rồi has gone này. Rồi I have forgotten. Rồi I forgot. Rồi I had a headache. Rồi there has been an accident. Rồi they haven't finished. Thì cái chỗ kia nhiều chỗ tôi cũng không cắt đáp án nhưng mà vẫn để đấy, nó vẫn có rồi. Thì các bạn nhìn vào đáp án. Đó. Arrested. Đó. Rồi gave. Rồi lost. Tôi e là tôi đã mất nó ở cái chỗ này đây. Cái chỗ này họ dùng quá khứ đơn. Tức là họ muốn nói quá trình mất đó là ở trong quá khứ luôn. Lúc nãy thì tôi nói là dùng hiện tại hoàn thành. Ở đây họ không thích dùng, họ dùng quá khứ đơn. Thì cái này nó mang tính tương đối thôi. À, nó mang tính tương đối thôi. Không có cái gì bắt buộc cả. Ví dụ như là tính đến thời điểm tôi nói thì tôi mất nó rồi. Hoặc là cái việc mất này mất bụt phát trong quá khứ là tôi mất rồi. Thì cũng được. Rồi gave. Ở đây cái câu này nó cũng nói cả hai trường hợp, có thể quá khứ đơn cũng có thể là hoàn thành, dùng cái nào cũng được, vì ai mà biết được, ông có thể tính đến thời điểm ông nói thì ông mất, hoặc là ông đã mất trước đấy rồi xong rồi. Mà tôi thì tôi thích dùng bên dưới hơn, tại vì có từ là tôi e là tôi mất nó rồi, thì tức là tôi e là tính đến bây giờ là tôi mất nó rồi, chứ chẳng nhẽ lại tôi e là tôi mất nó từ ngày xưa. À, cũng được nhỉ. Ví dụ mình chưa cả, mình bắt đầu lục túi lục ví ra xong rồi khả năng là mất rồi. Đó, nhưng mà mình vẫn tìm. Đó, mình vẫn cứ tìm, nhưng mà mình hay có cái kiểu nói chuyện đấy, u ngày xưa nó đưa cho tao rồi đấy nhá, xong bắt đầu lục tung ví biết hình như để đây, hình như để đây, nhưng mà kéo mất rồi, lâu lâu rồi không. Đó, ví dụ thế. Thì có thể là mất từ ngày xưa rồi, cũng có thể là tính đến thời điểm bây giờ là không thấy nữa, nhưng mà tao e là nó mất ở ngày xưa rồi, nhưng mà giờ giờ một lúc à đây rồi đấy lại thấy. Còn nếu mà dùng hiện tại hoàn thành là tịt, tìm tìm chán rồi không thấy đâu nữa, xong bắt đầu mới quay ra nói là tao e là tính đến thời điểm nói này là tèo rồi, không không thấy đâu. Đó, tiếp theo là quá khứ này, đã ở ngoài này, và hiện tại hoàn thành. Câu này thì dùng hiện tại hoàn thành là phù hợp. 14 là cũng dùng hiện tại hoàn thành. Đó. Ủa, như hai bài này ở cái video trước cũng làm rồi. Làm lại mất rồi. Bài 13.3 là đúng hay là sai? Những cái từ gạch chân đó của những cái câu này á thì đúng hay là sai? Nếu mà đúng thì thôi, mà sai thì sửa lại cho nó đúng. Ví dụ như là bạn có biết về Siêu không? Cô ấy đã bỏ cái công việc của cô ấy. Tính đến thời điểm tôi nói là cô ấy bỏ việc rồi. Thì câu này đúng. Câu thứ hai là người Trung Quốc đã phát minh ra máy in.
Thì quá trình phát minh ra máy in của người Trung Quốc đã diễn ra rất lâu trong lịch sử, và cái phát minh đó nó chết luôn ở trong lịch sử. Chứ còn đến không thể kéo dài đến hiện tại được, bởi vì tính đến thời điểm hiện tại thì có quá nhiều nước đã làm ra máy in còn giỏi hơn Trung Quốc, và cái quá trình phát minh máy in của Trung Quốc nó chả liên quan gì đến thời điểm này nữa, nó chỉ đã phát minh ra và kết thúc luôn ở cái năm đó, tháng phát minh đấy. Và cho nên dùng hiện tại hoàn thành, chẳng lẽ là tính đến thời điểm tôi nói ở Trung Quốc đã chả cần liên quan gì đến hiện tại, chả liên quan gì. Cái việc phát minh này là Trung Quốc đã, không cần đang đâu, đã phát minh ra máy in, chết luôn ở đó. Thì cái này quá khứ đơn, câu này sai, sửa về quá khứ đơn. À. Thì bỏ have đi. Câu tiếp theo là Shakespeare thì đã viết được bao nhiêu vở kịch rồi? Thì vì Shakespeare là mất rồi, không còn sống nữa, cho nên sẽ không bao giờ dùng tính đến bây giờ, tức là now. Mà ông ấy đã mất rồi thì chỉ hỏi quá khứ đơn thôi. Ông ấy đã sáng tác được bao nhiêu, sẽ không bao giờ còn đang nữa đâu. Hiện tại hoàn thành thì nó có thể còn đang, bởi vì là ông với người còn sống thì không hỏi là đã, mà hỏi là tạm sáng tác được bao nhiêu rồi. Thế, tức là còn sống thì còn sáng tác được nữa. Thế còn hiện còn ông nào chết rồi dùng quá khứ đơn là đã sáng tác được bao nhiêu rồi. Chốt luôn ở cái chỗ sáng tác đấy, còn lâu mới vùng dậy mà sáng tác được nữa. Cho nên cái câu này mà dùng hoàn thành là sai, phải dùng quá khứ đơn. Rồi câu tiếp theo là bạn đã từng đọc, nếu cái này thì phải sửa, cái này là read, bởi vì là à chỗ này từ từ để xem có phải là hiện tại hoàn thành không đã. Have you read any, đúng không? Thì bạn có đọc, bạn đã từng đọc mà bất cứ cái vở kịch nào của Shakespeare không? Thì cái này dùng hiện tại hoàn thành, thì bạn vẫn còn sống. Và cái việc đọc các cái tác phẩm của Shakespeare thì nó có thể đọc rồi, từ bắt đầu từ trong quá khứ kéo dài đến hiện tại và còn có thể đọc nữa, bởi vì bạn vẫn đang còn sống. Còn nếu bạn chết rồi thì dùng quá khứ đơn. Rồi Aristotle gì? Aristotle. Ôi giời, Aristotle. Trời, tên gì kinh nhé. Đã sống ở Hy Lạp. Sống ở Hy Lạp. Thế còn philosopher này à, không phải đã sống mà là đây, sang đây cái câu này có cái từ này như là triết học, triết gia cái gì lạ lạ. Triết gia, cái từ này là một triết gia người Hy Lạp. Thì ông này không biết, ông này chắc chết rồi. Chết rồi thì dùng hiện tại hoàn thành làm cái gì? Những ông nào chết rồi cho quá khứ đơn hết. Thì cái này sai, cho quá khứ đơn đi. Ông này trong triết học từ thời cổ đại thì phải. Câu tiếp theo là wow, tôi cắt vào tay tôi rồi, đang chảy máu đây. Thì cái câu này thì đương nhiên hiện tại hoàn thành rồi, tôi vừa mới cắt vào tay chứ nhẹ quá khứ gì, mới tinh như này vẫn còn đang kéo dài, máu còn đang chảy đây. Thì câu này đúng, dùng hiện tại hoàn thành. Câu tiếp theo là ông bà anh cưới nhau
ông bà anh đã cưới nhau ở London. Thì cái câu này mới là rách việc. Ông bà anh mà còn sống thì dùng hiện tại hoàn thành, mà ông bà anh mà đai thì dùng quá khứ đơn. Câu này ai mà biết được ông bà anh sống hay chết. Chịu. Câu số 8 là bạn sinh ra ở đâu? Thì riêng cái việc sinh ra này ở trong quá khứ kéo dài gì mà sinh gì sinh đẻ suốt từ cái ngày đấy đến tận bây giờ vẫn còn đang đẻ thì có mà. Thì cái câu này bắt buộc quá khứ đơn. Đã sinh nở là sinh cái này thôi, kết thúc ở cái lúc sinh nở, còn sau này là việc lớn lên chứ. Hoặc là sống, sống thì mới kéo dài bây giờ. Chưa chết chứ còn sinh thì sinh cái xong luôn, sinh xong rồi. Bao giờ cũng có câu sinh xong rồi, chốt ở đấy rồi. Còn việc còn lại là lớn lên, là sinh, là sống. Câu số 9 là Mary không có ở nhà, cô ấy đã đi shop shopping rồi. Thì cái gì ở đây là viết tắt của have cũng được. Câu này có hai kiểu. Cô ấy không ở nhà, cô ấy không ở nhà và tính đến thời điểm mình nói với người ta thì cô ấy đã đang đi mua sắm và chưa trở lại là nhà, hoặc vừa mới trở lại nhà vẫn dùng được. Cho nên câu này dùng hiện tại hoàn thành là phù hợp. Albert Einstein, tên thì kinh ấy. Tưởng Einstein nhưng mà ở đây nghe nó, theo phiên âm thì nó là Einstein, Albert, Albert Einstein ấy, thì nó là Albert, Albert Einstein thì là một nhà khoa học, cái người mà phát minh ra thuyết tương đối. Thì đương nhiên là Albert Einstein thì cũng mất rồi, cho nên không thể dùng hiện tại hoàn thành. Mất là phải dùng quá khứ đơn. Đó, đáp án này. Như Trung Quốc thì phát minh thì phải dùng quá khứ đơn. Rồi Shakespeare mất rồi thì phải dùng quá khứ đơn. Rồi đọc. Đọc thì cứ để nguyên thế, chỉ sửa cái chỗ này thành âm e thôi. Bởi vì là lúc đó thì nó đọc khác, viết vẫn vậy. Rồi tiếp theo. Ông này mất rồi, quá khứ đơn. Rồi quá khứ sao lại có bin ở đây nè. Từng là, đã từng là. Rồi cắt vào tay mới tinh thì hiện tại hoàn thành. Ông bà anh họ dùng cái gì đây? Hiện tại hoàn thành cho nó lịch sự là ông bà chưa mất. Rồi sinh nở thì phải quá khứ. Rồi vừa mới đi mua sắm thì được. Anh ta anh mất rồi thì phải quá khứ. Rồi, bây giờ đến bài 14, à 10 bài 4. Phần C để động từ vào cái dạng phù hợp nhất, có thể là hiện tại hoàn thành hoặc là quá khứ đơn. Câu A ví dụ nhìn kìa, ai đấy đang đổ, ai đấy đã đang đổ cà phê ra thảm. Thì câu này họ làm rồi. À đấy là ý, à, ý B. Ồ, không phải là tôi không làm việc đấy. À thì nhìn kìa, ai đổ ra thảm thì mình bảo không biết nữa, nhưng mà không phải tôi không 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 làm đấy, chắc là ai đấy hay con mèo con chó gì đấy, phải không? Thì ở đây à, mà đây họ làm thì còn đâu nữa. Câu 2, Ben thì gãy chân. Ben gãy chân vậy à, điều gì đã xảy ra vậy? Anh ấy bị ngã thang. À thì cái chỗ này nói hiện tại hoàn thành đi
Tại vì tính đến thời điểm mình nói thì nó vẫn đang gãy mà. Sự việc gãy này diễn ra trong quá khứ kéo dài đến thời điểm mình nói vẫn còn đang gãy, cho nên là dùng Ben đã đang tính đến thời điểm tôi nói chuyện với anh là vẫn đã đang bị gãy chân. Ồ thế à? Chuyện gì đã xảy ra thì cho nó là trong quá khứ đi nhỉ. Cái chuyện gì đã xảy ra để anh ấy gãy chân thì hỏi câu hỏi thì ai mà biết được. Tính đến thời điểm ai mà hỏi lại còn tính đến thời điểm hiện tại, người ta muốn hỏi ngay là xảy ra cái lúc gãy chân đấy là ví dụ hôm qua hôm kia gì đấy là điều gì đã xảy ra để anh khiến anh ấy gãy chân, cho quá khứ đơn đi. Thì anh ấy đã bị ngã thang cũng cho trong quá khứ luôn, chứ bây giờ liên quan gì đến việc ngã thang đâu. Việc ngã thang từ hôm nọ rồi, anh ấy bị ngã thang đã, như vậy cho quá khứ đơn. Câu tiếp theo là tóc của bạn thì trông đẹp ghê nhỉ, ngon đấy. Bạn mới cắt tóc à? Bạn vừa mới cắt tóc à? Cái này cho hiện tại hoàn thành đi, tức là cái việc cắt tóc tính đến thời điểm tôi nói là bạn cắt rồi ấy. Chứ còn quá khứ gì, mới thì mới hỏi, chứ còn nếu mà cắt lâu rồi, sự việc này mới xảy ra đi, vừa mới gọt đầu xong thì mình hỏi nó thì nên dùng hiện tại hoàn thành, chứ không dùng quá khứ đơn thì năm ngoái năm kia thì xa xôi quá. Ta vừa cắt xong. Tiếp, ai đã cắt nó? Ai đã cắt nó, tức là mày cắt ở đâu, cắt ai đấy, cắt thợ nào ấy. Thì câu này dùng cái gì, câu này dùng hiện tại à? Nhưng mà ở đây chỉ được dùng quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành thôi. Thế thì dùng hiện tại hoàn thành đi nhỉ. Tính đến thời điểm tao nói thì ai đã cắt nó à? Rồi mày đã đi đến tiệm cắt tóc phải không? Dùng quá khứ đơn cũng được. Quá khứ đơn cũng được. Tức là cái việc này, hoặc là dùng hiện tại hoàn thành cũng chẳng sai. Tính đến thời điểm tôi nói bạn vừa mới đi. Bạn vừa mới đi. Nếu mà bạn ấy đi, à mà tôi cho hiện tại hoàn thành hết đi, bởi vì là cứ cho là vừa mới về đi, cắt tóc vừa mới đi về thì gặp mình. Chứ còn nếu cắt 5-6 ngày rồi thì lúc đấy cũng chả có gì mới lạ mà hỏi nữa. Cho nó nóng sốt đi, hiện tại hoàn thành hết đi. Bạn vừa, ai đã vừa mới cắt nó thì bạn vừa mới đi tiệm mà cắt tóc về phải không? Không. Một thằng bạn của tao đấy, nó cắt cho tao đấy, nó đã cắt cho tao. Thế thì cái này nên dùng quá khứ đơn, vì cái lúc cắt nó xong hết ở trong quá khứ rồi, bây giờ liên quan đến việc cắt đâu. Một thằng bạn của tao nó đã cắt cho tao thì nên dùng quá khứ đơn. Rồi mình xem đáp án này. Câu 1 có rồi, câu 2. Câu 2 dùng hiện tại hoàn thành này, has broken này. Đấy, đến bây giờ vẫn gãy chân này. Rồi dùng quá khứ đơn để hỏi này, lúc đấy xảy ra việc gì này, dùng quá khứ đơn để nói về việc gãy thang này. Bây giờ đến vụ cắt tóc thì sao? Cắt tóc thì dùng đâu, cái câu này không, đây câu bên này. Đúng rồi, dùng hiện tại hoàn thành cho nó nóng hổi này. Who hiếc này thế nào? Who cut it này là sao, bảo quy định là ở đây chỉ dùng quá khứ đơn với hiện tại hoàn thành. Sao chỗ này dùng hiện tại đơn đây này. Rồi sang bên này thì cũng dùng hiện tại đơn. Thế là cái bài này nó cũng không quy ước là bắt buộc phải dùng hai cái thì đó. Nếu thấy phù hợp thì có thể dùng thì khác. Cái đầu bài chẳng rõ ràng gì, ai biết đường nào mà lần. Thì ở đây họ dùng quá thì hiện tại đơn. Ai đã cắt một sự thật hiển nhiên, ai cắt nó đấy. Mày đâu, bên này dùng quá khứ đơn chứ. Dùng quá khứ đơn. Mày đã đi. Chứ không dùng hoàn thành, dùng quá khứ đơn luôn là mày đã đi ra hiệu phải không? Đã cắt là hiệu phải không á? Thì dùng hiện tại hoàn thành thì lại là cả một quá trình. Ví dụ như mày đã đang đi cắt thì cái quá trình đấy nó không hay. Dùng cái việc mày đã đi cắt ở ở tiệm, tức là cái việc đi cắt này là diễn ra trong quá khứ và kết thúc trong quá khứ luôn.
nó không kéo gì đến thời điểm nào, thời điểm bây giờ. Đã đi cắt và kết thúc trong cái việc cắt, kết thúc trong quá khứ rồi thì cũng được. Thì câu này dùng quá khứ hay hơn, quá khứ đơn. Không, một người bạn của tao đã, cái này cũng là quá khứ đơn luôn. Cái việc cắt đấy cũng diễn ra trong quá khứ, kết thúc trong quá khứ luôn. Thì đấy là những bài tập mà so sánh giữa hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. Thì hiện tại hoàn thành là nó miêu tả những cái việc mà nó kéo dài trong một khoảng thời gian. Ví dụ việc và có mối liên hệ đến hiện tại. Ví dụ việc cái thằng kia cắt tóc thì nó còn tùy thuộc. Nếu như mà mình đang đứng ở hiệu cắt tóc và nó đang cắt tóc, chưa xong hoặc vừa mới xong ở đấy thì mình dùng hiện tại hoàn thành, vì cái việc cắt tóc của nó có mối liên hệ đến bây giờ. Còn nếu nó cắt được 1 ngày, 2 ngày rồi mình mới gặp nó và hỏi về đầu tóc của nó thì mình thường dùng quá khứ đơn là mày đã đi tiệm cắt tóc à, mày cái việc mày ai đã cắt cho mày các thứ là nó diễn ra trong quá khứ. Bắt đầu cắt khi nào cũng diễn ra trong quá khứ. Rồi bài 14 tiếp tục là hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn so sánh tiếp. Đó. Thứ nhất là không dùng hiện tại hoàn thành khi bạn nói về một cái sự kết thúc, một cái thời điểm mà đã kết thúc cái gì đấy, một thời điểm đã hoàn thành. Ví dụ như là ngày hôm qua 10 phút trước năm 1985, hoặc là khi tôi còn trẻ, thì nó có mốc rõ ràng trong quá khứ, nó chốt luôn, chốt ở ngày hôm qua, chốt ở 10 phút trước, kết thúc ở năm 1985 và kết thúc ở thời kỳ khi tôi còn trẻ. Vậy nó kết thúc trong quá khứ đơn, quá khứ rồi thì nên dùng quá khứ đơn. Ví dụ ngày hôm qua là xong rồi, chẳng có kéo dài gì đến hiện tại cả. Câu chuyện này đã kết thúc ở ngày hôm qua, mốc là ngày hôm qua. Thời tiết thì đã đẹp, còn ngày hôm nay thì không có biết. Không có thông tin gì đến ngày hôm nay cả. Thông tin này được diễn ra trong quá khứ và khép lại ở cái mốc thời gian trong quá khứ là ngày hôm qua, không có một mối liên hệ kéo dài nào đến hiện tại nên bắt buộc phải dùng quá khứ đơn. Rồi 10 phút trước thì họ đã tới. Thì cái việc này cũng vậy, việc này đã xảy ra và đã kết thúc ở thời điểm 10 phút trước, không có mối liên hệ nào đến now, tức là đến hiện tại nên dùng quá khứ đơn. Rồi tôi đã ăn nhiều kẹo khi tôi còn nhỏ. Việc này cũng chấm dứt ở cái mốc là khi tôi còn nhỏ. Chứ còn bây giờ tôi ăn nhiều hay ăn ít thì cũng không có thông tin gì hết. Rồi tối qua bạn đã xem tivi phải không? Bạn đã xem bản tin trên tivi phải không? Thì cái này cũng là kết thúc ở tối hôm qua. Bạn đã xem tivi, đang xem tivi và kết thúc việc xem tivi ở thời điểm tối hôm qua. Còn bây giờ tôi không đưa ra thông tin gì hết. Không, tôi đã đi ngủ sớm. Thì cái việc đi ngủ của bạn cũng diễn ra vào hôm qua, đã, đang và tất cả kết thúc ở ngày hôm qua rồi. Và thường dùng thì quá khứ đơn để hỏi các câu hỏi when hoặc là what time. When là khi nào, what time là mấy giờ. Ví dụ họ đến khi nào là hay dùng, họ đã đến khi nào thì hay dùng quá khứ đơn. Rồi họ đã kết thúc công việc lúc mấy giờ thì cũng hay dùng quá khứ đơn. Thế còn hiện tại hoàn thành thì dùng như nào? Ví dụ anh ấy đã mất cái chìa khóa của anh ấy không thể vào nhà được. Thì tức là nó có mối liên hệ đến hiện tại là anh ấy đã mất cái chìa khóa trong quá khứ. Nhưng cái việc mất này không kết thúc trong quá khứ mà nó kéo dài đến tận thời điểm bây giờ, tức là bây giờ anh ấy vẫn còn mất cho nên không thể vào được nhà. Ở đây thì chúng ta không nghĩ về cái phần hành hành động trong quá khứ. Chúng ta nghĩ về hiện tại, kết quả hiện tại là muốn đưa ra cái thông tin là hiện tại bây giờ là không có chìa khóa cho nên cũng chẳng vào được nhà đâu mà. Đó. Lại quay sang quá khứ đơn. Nó miêu tả tình huống nào? Ví dụ
Ngày hôm qua thằng Tom này đã mất chìa khóa, cho nên ngày hôm qua nó không thể vào trong nhà nó. Thì tất cả những việc này diễn ra của ngày hôm qua, tôi muốn thông báo những thông tin đã cũ rích của ngày hôm qua. Ngày hôm qua nó đã mất chìa khóa, ngày hôm qua nó đã không vào được nhà. Còn ngày hôm nay tôi không đưa ra một cái thông tin nào hết. Ngày hôm nay có vào được hay không tôi không biết. Có mất nữa hay không tôi không biết. Còn ở bên trên hiện tại hoàn thành là tính đến thời điểm tôi nói là vẫn mất, chứ không phải ngày hôm qua đâu. Còn mất khi nào tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là tính đến thời điểm tôi nói là vẫn cứ cứ mất và vẫn không vào được nhà. Còn ở bên dưới là có thể tính đến thời điểm tôi nói họ đã vào được nhà rồi. Bởi vì tôi chỉ đưa ra thông tin trong quá khứ thôi. Ở đây thì chúng ta đang nghĩ về cái hành động trong quá khứ. Chúng ta không biết là đến cái thời điểm, chúng ta không biết là trong cái câu này liệu thì Tom hiện đến thời điểm bây giờ thì nó đã tìm được chìa khóa hay chưa, nó có chìa khóa hay chưa. Tiếp tục so sánh. Ví dụ câu thứ nhất là tôi đã làm rất nhiều việc ngày hôm nay, tức là cái ngày hôm nay là cái mốc là nó đúng đến thời điểm nói này này, là tôi làm rất nhiều việc. Những cái việc mà tôi làm nó đã bắt đầu trong quá khứ và nó kéo dài đến đến tận thời điểm tôi nói với bạn đó, là tôi vừa mới làm việc xong. Thì chúng ta dùng hiện tại hoàn thành cho một cái khoảng thời gian mà nó tiếp diễn từ quá khứ cho đến bây giờ. Ví dụ như là today, this week hay là since 1985. Ví dụ trời đã đang không mưa tuần này, thì tính đến thời điểm tôi nói thì trời đã không mưa, đang không mưa. À. Câu tiếp theo là sáng nay thì bạn bạn đã gặp An sáng nay phải không? Tức là thì phải hỏi câu này vẫn phải đang là trong buổi sáng thì mới dùng hiện tại hoàn thành. Tính đến thời điểm tôi nói với bạn sáng nay thì bạn đã gặp An chưa? Bạn đã gặp An chưa? Sáng nay bạn đã gặp An chưa? Thì nó vẫn còn phải là buổi sáng mới dùng câu này. À, sáng nay bạn đã gặp An phải không? Ừ. Tính đến thời điểm tôi nói ấy. Còn nếu buổi chiều mà mình nói là sáng nay thì trở thành quá khứ rồi. Nếu mà vẫn còn là buổi sáng thì mình dùng hiện tại hoàn thành. Nếu bước sang buổi chiều thì mình lại lại là đã rồi. Là đã là sáng nay bạn mày đã gặp con An à, thì nó là cái việc gặp nhau của chúng mày là đã diễn ra và kết thúc trong buổi sáng nay rồi. Muốn gặp buổi sáng nữa không được vì bây giờ là buổi chiều rồi. Nhưng nếu mà khoảng 8 9 giờ sáng hoặc 10 giờ sáng thì nói là sáng nay vừa gặp An à, mày gặp con An à. Đó. Thì vẫn còn đang trong buổi sáng. Tính đến thời điểm nói vẫn là buổi sáng và còn gặp nhau được lần nữa vào buổi sáng. Rồi tính đến gần đây và kéo dài đến thời điểm bây giờ thì mày đã gặp con An chưa? Đã gặp An chưa? Thì tôi không biết An ở đâu. Tôi chưa từng gặp nó, chưa từng gặp cô ấy. À, tức là gần đây, tính đến thời điểm bây giờ thì tôi chưa từng gặp cô ấy. Thì cái tình huống đó thì dùng hiện tại hoàn thành. Chúng tôi đã đang đợi 1 giờ rồi. Là tính đến bao giờ? Tính đến bây giờ này. Tính đến thời điểm tôi nói bạn là tôi đã đang phải đợi đến 1 giờ, còn có khi còn phải đợi nữa đây. Nó kéo dài đến tận thời điểm nào. Rồi Ian đã đang sống ở London. Thì anh ấy đã đang sống ở đó được 7 năm rồi.
là tính đến thời điểm tôi nói là anh ấy đã sống ở đấy, đang sống ở đấy. Và cái việc sống của anh ấy từ quá khứ kéo dài đến tận thời điểm bọn mình nói chuyện với nhau. Tôi đã chưa bao giờ chơi golf trong cả cuộc đời của tôi, thì tôi chưa bao giờ chơi. Thì cái việc chưa chơi golf thì chưa chơi golf thì đó do là cái quá trình đó đã kéo dài trong quá khứ và nó kéo đến tận thời điểm nào cũng vẫn chưa. Còn nếu mà nào mà mình đã chơi golf rồi thì cái việc này phải dùng quá khứ đơn. Mình muốn nhấn mạnh là đến tận thời điểm mình nói này cũng chưa chơi bao giờ. Thì hiện tại hoàn thành thì luôn luôn có một cái kết nối đến hiện tại. Còn quá khứ đơn, ví dụ tôi đã không làm nhiều việc ngày hôm qua, thì cái này thông tin muốn đưa ra là tất cả nó kết thúc ở ngày hôm qua rồi, không có liên quan gì đến nào cả, đến thời điểm mình nói cả. Chúng tôi đã chúng ta dùng thì quá khứ đơn cho một cái khoảng thời gian đã kết thúc trong quá khứ. Ví dụ như ngày hôm qua, tuần trước, rồi từ năm 1985 đến năm 1991. Ví dụ trời đã không mưa tuần trước thì cái việc này tôi đưa ra thông tin là thông tin này tất cả là ở tuần trước, chả liên quan gì nào cả. Là trước rồi. Rồi sáng nay bạn đã gặp An phải không? Thì cái này cũng là quá khứ rồi, bởi vì trong lúc tôi nói là đã là buổi chiều hoặc buổi tối, cho nên cái việc bạn với An gặp nhau hay không gặp nhau nó đã xảy ra vào buổi sáng và kết thúc trong buổi sáng. Mà thời điểm tôi nói là buổi chiều, buổi tối, cho nên cái việc các bạn gặp nhau hay không gặp nhau đấy nó không có kéo dài đến chiều hoặc kéo dài đến tối được. Nó không liên quan, cho nên phải dùng quá khứ đơn. Rồi bạn đã gặp An vào ngày chủ nhật phải không? Thì đương nhiên là mình phải nói cái câu này ở thứ hai, thứ ba hoặc thứ sau chủ nhật, thì nó là cái việc đó đã đi vào dĩ vãng rồi, quá khứ đơn. Rồi An đã ở bữa tiệc hôm chủ nhật phải không? Thì cái này cũng là quá khứ đơn, bởi vì nó có mốc rõ ràng là chủ nhật. Và nếu hôm đó đang là chủ nhật thì chả bao giờ mình hỏi là chủ nhật phải không? Hôm đó phải là thứ hai hoặc thứ ba thì mới hỏi quay lại ngày cũ trên quá khứ đơn. Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã không nhìn thấy cô ấy. Cái việc mà mình không nhìn thấy cô ấy ở bữa tiệc nó cũng diễn ra trong quá khứ và kết thúc trong quá khứ rồi. Thì đấy là những cái ví dụ họ đưa thêm về hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. Nó vẫn còn khá là dài để nói nốt đến bài tập thì để sang video sau nhé. Đói bụng quá rồi. Mỗi hôm dở sách ra không làm video thì mình lười học lắm. Tự mình đọc mình không hiểu bằng mình cứ làm video thì mình hiểu hơn. Rồi cũng có thể đúng, có thể sai, sai thì mình sửa. Thì mình có thói quen như vậy, làm như vậy để mình học. Tôi không nghĩ vậy, tôi đã không nhìn thấy cô ấy. Cái việc này nhìn hay không nhìn thấy cô ấy là nó kết thúc trong quá khứ, nó kết thúc vào hôm chủ nhật đấy rồi. Còn nào nó không có liên quan gì đến bây giờ. Rồi chúng tôi đã đợi hoặc là đã đang đợi trong 1 giờ. Thì đây cũng là một câu trong quá khứ đơn, tức là chúng tôi đã đợi, tức là hôm qua hoặc hôm kia thì chúng tôi đã đợi, hoặc là hôm qua hôm kia chúng tôi đã đang đợi trong 1 giờ. Nhưng cái việc này mà nói thì nó đã kết thúc trong quá khứ rồi, chứ không phải là bây giờ tôi đang vẫn còn đang đứng đợi đâu, mà chúng tôi không đợi lâu hơn ở cái thời điểm này không, mà cái việc này là hôm qua tôi đã đang đợi bạn, hôm kia, năm trước. Chứ còn nếu mà bây giờ tôi vẫn đã đang đợi bạn thì lại phải dùng hiện tại hoàn thành. Tôi Ian đã từng sống ở Scotland 10 năm thì có nghĩa là
là đã từng sống và bây giờ không còn sống ở đấy nữa, bây giờ chuyển về London rồi chẳng hạn. Chứ còn nếu bây giờ vẫn đang sống ở Scotland thì 10 năm thì lại dùng hiện tại hoàn thành vì nó có kéo dài hiện tại. Nhưng mà cái việc sống ở Scotland này nó kết thúc ở trong quá khứ rồi, 10 năm trước rồi. À, kết thúc rồi, chứ được 10 năm nhưng mà kết thúc ở hiện tại không còn ở Scotland nữa. Đến tính đến thời điểm now thì lại ở London rồi. Nên nó không có kéo dài đến now, phải dùng quá khứ đơn. Rồi tôi đã không chơi golf khi mà tôi đi nghỉ ở mùa hè năm ngoái. Thì năm ngoái thì tôi không chơi thôi, còn năm nay có thể tôi chơi golf rồi. À. Thì câu bên trên thì tính đến thời điểm tôi nói là tôi chưa bao chơi bao giờ, chắc chắn là chưa lần nào. Nhưng mà nếu câu này thì chỉ là năm ngoái thôi, mùa hè năm ngoái không chơi thôi, chứ năm nay thì chưa biết được, có thể đang chơi bình thường. Thì quá khứ đơn chỉ nói cho chúng ta về quá khứ thôi. À. Thế còn hiện tại hoàn thành thì không những nói về quá khứ mà cái việc đó còn kéo dài đến tận now, bây giờ. Rồi, đó, 11 giờ rồi, giờ nghỉ đi ăn cơm đã. Lúc nào rảnh rảnh thì lại đọc tiếp. Đó, để tranh thủ chúng ta trao đổi với nhau như vậy. Chào các bạn.